bà lên xịt dầu thơm cho bà là hai con chú anh chị, nên mấy anh em không có quay được rồi xẻ máy vô bà. Biết là cái mùi giống đang xài hay không? Đúng rồi.
không? À, ra nó phải đi mùa mới, mới xong về mình mới xếp bà cái lọc đó để làm ăn. Mà cái này mình răng lên cho bà, xịt cho bà nước hoa thì ba kìa. Mình đi xa nhà rồi nha. Năm nay chơi lớn luôn à. Và giải lâu quá chừng ha. À, quyện lâu quá. Chị ba vô trong tiếp tục bàn công việc nữa rồi cô chú anh chị ơi. Rồi thôi, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha.